Sus đây là đó thứ nhất ngày gì đấy nhưng mình chọn nét đăng tích túi xong rạp chạy chung đó là bông bông đã có tập tình kỳ ta tập bông nhóm tập tình kỳ ta tập bông được nên nhóm ở toàn chơi lệ đấy rồi ta nhóm trong chạy mình lệ gặp bì phần này nhóm mùi được bác kỳ ta đây dương đọc chạp bì lơ mà cứ cái hàng hand stop này cứ cho các bạn bài guitar này ở đây là hand stop các bài guitar tập mà tiết à khmer có mùi đàm nữa này cái hai thá tuning pick anh đang cứ sờ đập sờ đây xem lên guitar ta một pick sai nó mùi như mùi ở dừng rồi pi cầm tới mùi pi bay bốn pram và mùi hay tập một tiết cái hai tha nốt này sò này hai nốt sò này á anh nó cái chia tần nông xung đập trâu sai kịch ta và đây một cái ông cái hai là first spot nó là cái này first spot nó cứ xong tới fretboard fretboard nè nè áp đặt áp lọp lọp đòn guitar nó là cái fretboard đầu tiên là đại để dừng hai đại nè đại như hai tung như hai thế fret nè đại đại nó fret hai fret hai bộ cầm đi anh vốn đi cái hai sound hole mà này cái lại bị chèn trong lề bao guitar bị dừng cả nữa sound hole hai anh đi cái mai này cứ cái hai pickguard nó cứ chia tần nọp sản phẩm capia catch code từ lời guitar ta mà dạ nè pick sản phẩm cả nè chẳng bây giờ cả máu vì mẹ đi capia cứ gõ code tu guitar bây giờ nghe và tập thêm một cái nữa cứ cái hai bridge bảo phải gì không speed nữa nè hai bridge này hay đập tua chẳng muốn cái hai tua guitar mà chẳng trong lực để nhau chọn grab cứ mình tập năng ấy và nhau mến chạy thế gọi thay trong chạy mình lấy xem đập bong ổn ổn để cột đang ở phần này những môn này kịch ta cái hai tham mệt chẳng bao trong thế nhom miền bạn đang khá nhom cái thôi cả chạy mình lấy thôi bạn sẽ đọc bóng phổ để còn một đoạn đằng mà chẳng có quân chơi mình vẫn đang ở quân